Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến bà con Barbie có Moto 2 xuất xứ từ Thái Lan. Barbie có Moto 2 gồm có 3 loại, đó chính là Barbie 25kg, Barbie 1kg và Barbie 500g. Thứ nhất, Barbie có Moto 2 với trọng lượng 25kg. Đây là Barbie được đóng gói tại công ty Tropical Thái Lan với trọng lượng là 25kg. Khi khách hàng tại Việt Nam có nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn từ 100kg trở lên, nhóm con tiếng đặt sẽ cung cấp giá trị cho các đại lý. Thứ hai, Barbie có Moto 2 với trọng lượng 1kg. Đây là Barbie được đóng gói tại công ty Tropical Thái Lan với trọng lượng là 1kg. Đa số khách hàng tại Việt Nam đều có nhu cầu mua Barbie với trọng lượng 1kg bởi diện tích đất trồng ít, mô hình chăn nuôi chưa rộng lớn. Đây là Barbie được đóng gói với bị hút chân không, hạt giống đã bảo sạch đến 95%, hạt giống có tỷ lệ nảy mầm trên 98%. Đây là Barbie được giống con tiếng đặt phân bón bán lẻ trên toàn quốc. Quý anh chị có nhu cầu mua hạt giống có Moto 2, chỉ cần cung cấp địa chỉ nhà, họ và tên, số điện thoại. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chúng tôi sẽ gửi hàng ngay cho quý khách. Thứ ba, Barbie có Moto 2 với trọng lượng 500g. Đây là Barbie được đóng gói tại giống con tiếng đặt. Barbie đóng gói 500g được tách từ Barbie 1kg và Barbie 25kg. Với Barbie 500g, chúng tôi sẽ xuất bán cho khách hàng nhỏ lẻ với mong muốn trồng thử nghiệm loại cỏ này trong tương lai. Barbie 500g được chúng tôi đóng gói sẽ có hướng dẫn cách trồng chi tiết và nhiều thông tin cần thiết cho khách hàng.